Em chào các bác nhé. Này có con máy lốc tôn. Trục trên của nó là 1m2, trục dưới của nó là 1m1. Đường kính trục là phi 90 nhé. Dự tính là phi 90 mà nó rất là đẹp. Cốt cách này, mở ngã này, tăng đơ hai bên trục dưới ra vào này, để bẻ mép này. Hàn trần của nó là 120 ha. Phi này phi 90 ha. Đây ha, của Nhật thôi ha. Một trăm bảy mươi, 180 ha. Đấy, 180 là gần 2 tấc, máng trượt lên xuống ha. Đây, cây này là quay ha, ra rô này. Đây ha, quay ra rô ha. Bác nào có nhã hứng làm con máy này thì liên hệ với em nhé. Tổng chiều dài của con này nó khoảng chừng 5 tấc nữa, 1m2 với 50. 1m2 với 50. Bắt đầu làm cho em nhé.